bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hồng. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền bằng cách scan QR ở ngân hàng BIDV các bạn nhé. Và đây là cái cây ATM đã bổ sung cái tính năng đó là scan QR, có nghĩa là các bạn rút tiền mà không cần phải thẻ ATM các bạn nhé. Đây là cái màn hình chính khi mà các bạn vào cây ATM đã được bổ sung cái tính năng đó là scan QR các bạn nhé. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ ấn vào cái nút mà có chữ scan QR code các bạn ha. Các bạn ấn vào. Và có ba ngôn ngữ thì các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Việt ha hoặc là tiếng Anh. Thì các bạn mở ứng dụng Internet Banking của BIDV lên và các bạn chọn đó là rút tiền QR. Các bạn ấn vào. Và các bạn scan cái mã QR. Rồi, như vậy thì đầu tiên là các bạn sẽ chọn loại thẻ. Đó. Theo mình đó, mình đang sử dụng là thẻ ghi nợ nội địa. Rồi nếu như mà các bạn có nhiều thẻ thì các bạn chọn số thẻ, còn mình chỉ có một thẻ thôi. Và sau đó là các bạn là chọn số tiền mà các bạn cần giao dịch. Nếu như mà số tiền đó nó không có trên màn hình thì các bạn có thể là typing chỉnh sửa vào cái phần số tiền các bạn ha. Số tiền rút thì phải là bội số của 10.000 và không vượt quá 30 triệu đồng nha các bạn. Cho nên các bạn lưu ý cái phần này. Sau đó các bạn ấn tiếp tục và các bạn coi như là các bạn chờ để các bạn lấy tiền thôi các bạn nhé. Và rất là dễ dàng. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái video clip chia sẻ này của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.